Tina kính chào quý vị và các bạn. Súp hành là một trong những loại súp khai vị nổi tiếng trên thế giới. Loại súp này xuất xứ từ thế kỷ thứ 18 tại Pháp. Ngày xưa, vua Louis thứ 15 đi săn bắn, nhưng do trời tối nên ghé vào trọ một nhà dân, trong nhà chỉ có bơ, củ hành và rượu champagne. Những người phục vụ vua dùng những thực phẩm này tạo thành một món súp để phục vụ cho vua. Vài món súp này đã nổi tiếng cho đến bây giờ. Và sau đây, Sina xin được trân trọng gửi đến quý vị và các bạn công thức nấu súp hành kiểu Pháp. Nguyên liệu gồm có 6 miếng bánh mì, đem nướng cho thật là giòn, để nguội. Bánh mì này người ta đã cắt sẵn rồi, mình chỉ vượt nướng lên mà thôi. Còn nếu như các bạn mua bánh mì ổ thì phải cắt lát ra như thế này. 10 ao rưỡi chi provolone. Cái loại chi provolone này nó dai, ngon lắm. Nếu mà các bạn không có chi provolone thì dùng chi trắng khác cũng được. 2 muỗng canh bơ, 1 muỗng canh dầu ô liu, 2 phao củ hành ngọt, 1 củ tỏi bằm nhuyễn, lá hương thảo và ngò ý dùng để trang trí. Cái phần này có cũng được, không có cũng không sao. 2 muỗng cà phê tăm, cái này là một cái loại lá thơm đó. Rồi dùng thêm tiêu, rượu trắng, 2 lít nước lèo gà hoặc là bò, 2 muỗng canh bột mì, 2 muỗng cà phê đường. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Trước hết thì mình sẽ cắt củ hành. Mình chẻ củ hành làm đôi, rồi mình cắt như thế này nè các bạn. Cắt mỏng mỏng vậy nè. Rồi bây giờ mình cắt củ hành xong rồi, mình để ra cái rổ. Rồi mình chuẩn bị 2 muỗng canh bơ. Bơ này có muối các bạn, cho nên chút nữa mình nêm muối ít vào cái nồi nước lèo. Bây giờ mình sẽ cho 2 muỗng canh bơ vào nồi. Tiếp tục là 1 muỗng canh dầu ô liu. Mình để lửa trung bình. Chờ cho bơ tan chảy, mình sẽ cho củ hành vào xào. Mình sẽ để lửa trung bình, mình xào hành cho đến khi chuyển sang màu nâu. Cái phần này mình làm rất là lâu, thì cái củ hành nó mới chuyển sang màu nâu được, cho nên mình phải kiên nhẫn. Các bạn nhớ để lửa trung bình. Bây giờ mình sẽ nêm vào cái nồi củ hành 2 muỗng cà phê đường. Đường này mình sử dụng đường nâu. Các bạn có thể dùng đường trắng cũng được, nhưng mà theo mình dùng đường nâu thì nó ngon hơn, mà cái màu nó đẹp hơn nữa. Rồi mình trộn đều lên liên tục. Bây giờ mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh tỏi băm thật là nhuyễn. Mình sẽ đứng tại bếp mình quậy cho thật là đều. Canh cái nồi của hành này không có bị cháy, nhưng mà phải có cái màu nâu như thế này nè. Càng nâu là càng tốt, nhưng mà không phải cháy đen nha các bạn. Cháy đen nó sẽ bị đắng. Đó, màu và là đạt yêu cầu nè. Bây giờ mình sẽ nêm vào đây 2 muỗng cà phê lá tăm. Cái lá này nó thơm lắm. 2 muỗng cà phê ha. Các bạn có thể dùng lá tăm khô hoặc là lá tăm tươi cũng được. Trộn đều lên. Bây giờ mình sẽ nêm tiêu vào khoảng nửa muỗng cà phê. Tiêu xay. Củ hành á, các bạn cố gắng mua củ hành ngọt đó. Củ hành như mình sử dụng thì rất là ngọt. Còn nếu không có thì các bạn mua củ hành nâu cũng được, hoặc là cái củ hành to mà tím đó các bạn cũng được nữa. Nhưng mà cái củ hành mà của mình mua là ngon nhất, nấu ra nước lèo rất là ngọt, gọi là củ hành ngọt đó các bạn. Mình cứ để lửa riu riu như thế này để cho củ hành nó chuyển sang cái màu hoặc là nâu.
Bây giờ mình sẽ nêm vào đây một muỗng cà phê muối cho có vị đậm đà, một muỗng dung luôn. Trộn đều lên. Bây giờ nó chuyển sang cái màu rất là đẹp, mùi rất là thơm. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh bột mì. Rồi mình trộn lên. Trộn nhanh tay. Giờ mình sẽ nêm vào đây nửa cốc rượu, rượu trắng. Nếu mà các bạn không có rượu trắng thì có thể dùng rượu đỏ cũng được. Mình trộn đều liên tục nha các bạn, không có để hành bị cháy ha. Nếu mà bị cháy nó đắng lắm. Bây giờ mình sẽ cho hết cái phần nước lèo vào. Ở đây mình dùng 2 lít nước lèo bò. Mình dùng 2 phao thịt bò, mình nấu với củ cà rốt với lại củ hành nha các bạn. Rồi mình lấy cái nước để mình cho vào cái nồi súp này. Các bạn có thể nấu nước lèo gà cũng được, nhưng mà ngon nhất là nước lèo bò, bởi vì cái món này nó hợp với lại bò. Trộn đều lên. Mình cũng để lửa riu riu cho nó sôi. Đó, nó sôi như thế này nè. Bây giờ cái mùi nó rất là thơm. Nấu vậy là yêu cầu rồi. Bây giờ mình sẽ múc ra cái tô hoặc là cái nồi nhỏ nhỏ đó. Đó, cái màu nâu nâu này rất là đẹp, rất là tự nhiên. Mình múc cho đầy đầy một chút ha. Các bạn múc như mình vậy nè. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một lát bánh mì. Bánh mì này mình đã nướng hạt giòn rồi, mình cho chi lên luôn. Cho thật là nhiều chi lên. Càng nhiều chi càng ngon. Cái chi mình đang bỏ là cái loại không có da nhiều. Ở nhà mình thì có người thích ăn dai, có người thích ăn chi không có dai, cho nên mình dùng rất là nhiều loại. Cái loại này chi dai nè các bạn, provolone nè, chút nữa nướng ra rất là dai. Mình cho rất là nhiều vào cái tô súp, phủ hết cái súp lại luôn. Càng nhiều chi thì ăn càng ngon. Bởi vì cái món súp này đặc biệt là nó như vậy đó. Bây giờ mình sẽ cho những cái thố súp này vào một cái mâm để mình đặt vào lò nướng. Mình nướng ở nhiệt độ 350 độ F trong vòng 4 đến 5 phút, khi mà các bạn thấy chi nó màu nâu vàng là được rồi. Đó, như thế này là yêu cầu nè các bạn. Không có nên nướng chi cháy quá ha. Giờ là vừa đó. Thơm phức à các bạn ơi. Ngon lắm, nóng hổi à. Cái loại súp này chỉ có vô nhà hàng Pháp mới có mà thôi. Ở nhà nấu thì cũng rất là ngon. Giờ là đã yêu cầu nè các bạn. Để mình thử coi ngon không ha. Mời các bạn nha. Wow, súp này rất là ngon, vừa miệng lắm. Thơm nữa. Màu sắc rất là đẹp. Hôm nào mà quý vị và các bạn có rảnh thì nấu cái món súp này để cho gia đình và người thân cùng thưởng thức. Cái món súp này ăn rất là bổ. Cũng dễ nấu nữa. Nếu mà quý vị và các bạn theo cái công thức của mình thì mình làm nó rất là dễ. Mình có ghi cái công thức ở phía sau video để cho các bạn tham khảo. Và bây giờ thì Na xin tạm chia tay với quý vị và các bạn. Nếu thích xin quý vị và các bạn vui lòng nhấn đăng ký subscribe để ủng hộ cho Tina nha. Tina cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế tiếp.